Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người bộ điều khiển Wi-Fi ESP nút nhấn 4 kênh kết hợp với tay phát RF315. So với phiên bản tiền nhiệm, bộ sản phẩm mới này có thêm chức năng điều khiển qua tay phát RF315. Hoạt động với điện áp 5V hoặc có thể kết nối ngay với nguồn 220V trong gia đình. Các đầu ra cho 4 relay và các nút nhấn có thể câu dây ra ngoài để điều khiển. Mình sẽ cấp nguồn và tiến hành thiết lập trong app Blink. Như nhiều sản phẩm của kênh Smart Home, chỉ khác ở đây ta phải chọn pin Virtual và chọn từ V1 đến V4. Từng 14 kênh ở trên relay. Có mã Blink lại. Truy cập vào Wi-Fi sản phẩm Smart Home, mật khẩu là 123456789. Ở đây máy của mình đã kết nối và nhớ mật khẩu rồi. Vào địa chỉ 192.168.4.1 và nhập chính xác tên Wi-Fi cũng như pass như các video trước mình đã giới thiệu. Dán app Blink và kết nối. Chúng ta reset lại mạch và vào app Blink để điều khiển. Các bạn chờ rất lâu nhưng vẫn thấy số 1 đỏ hiện lên, chứng tỏ là chưa thấy kết nối. Lý do là vừa rồi mình đã nhập sai path Wi-Fi. Lúc này chúng ta sẽ phải truy cập lại vào Wi-Fi Smart Home. Nếu không hiện ra Wi-Fi, hãy rút nguồn Wi-Fi trong gia đình bạn ra nhé. Wi-Fi sản phẩm Smart Home sẽ tự phát trở lại. Trở lại địa chỉ 192.168.4.1 và nhập lại các bước như cũ. Lần này mình sẽ nhập chính xác mật khẩu là bán linh kiện.vn chứ không phải là pass sai như vừa rồi. Dán mã Blink lại, lần này chắc chắn sẽ kết nối được. Đó, các bạn đã thấy kết nối được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ điều khiển kết hợp các kênh lại. Đầu tiên là qua app. Rồi nút nhấn. Thậm chí là nút nhấn đã được câu dây ra ngoài.
và đương nhiên là cả tay phát RF315. Các bạn thấy sản phẩm trên như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần comment nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.